chứ các bạn đã trở lại với kênh của Đụng Xe Vào Năm. Ngày hôm nay thì Xe Vào Năm của Việt Tuấn sẽ đi ra chi tiết một chiếc xe rất hot vào cái thời điểm chuẩn bị ra mắt, và nó được mong chờ với cái tầm giá khoảng 500 triệu đồng thôi ạ. Nó rất hợp lý, đó chính là chiếc xe Toyota Ray, và nó đã xuất hiện ở một vài đại lý và có những hình ảnh đã ra mắt trên thị trường rồi, và các đại lý thì bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV hạng A Toyota Ray này. Ngày chính thức ra mắt thì cũng sẽ không còn không xa đâu ạ, rơi vào khoảng tháng 10, chậm nhất là tháng 11. Hiện tại thì một số đại lý đã nhận cọc với khách hàng với khoảng rơi vào khoảng 2 đến 30 triệu đồng tiền cọc, và giá bán nó rơi vào khoảng 500 triệu đồng cho quý anh chị. Thông tin mở bán Toyota Ray thì rộ trên lên từ năm ngoái với mẫu xe được đăng ký bản quyền công nghiệp ở Việt Nam từ năm 2019. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc ở Indonesia thưa quý anh chị. Như vậy thì trong tháng 10 tới đây có thể hàng ở Việt Nam chúng ta sẽ chào đón hai tân binh với xe đô thị gầm cao cỡ nhỏ, đó là Kia Sonet và Toyota Ray. Hiện chưa rõ mẫu xe nào ra mắt trước, nhưng với việc đã có ra mắt nó đã nằm tại đại lý rồi, Toyota Ray, thì có thể nó sẽ ra mắt sớm hơn so với chiếc Kia Sonet. Toyota Ray thì được phát triển trên khung gầm DNGA A của hãng con, đó là Daihatsu, quý vị các bạn lưu ý nhé. Mẫu xe này được có kích thước lần lượt là 3995 x 1695 x 1620 mm, và xe sẽ có chiều dài cơ sở là 2525. Mặc dù sở hữu các thông số kích thước cũng khá là khiêm tốn, nhưng Toyota Ray vẫn có được không gian nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Ngoại thất của Toyota Ray thì sắp bán ra thị trường Việt Nam cũng sẽ giống với thị trường ở các nước, ví dụ như Indonesia. Cái hình ảnh Tuấn đang đăng lên ở cái clip này, đó là chiếc xe đã xuất hiện tại đại lý Việt Nam rồi. Cụm này trước của xe thì chúng ta có thể nhìn thấy. Là nó sẽ là cụm đèn trước sẽ là bản cao cấp, là bản LED có khả năng tự động bật tắt này. Đèn hậu cũng có công nghệ LED. Bộ mâm là 5 chấu kích thước 17 inch với phối 2 màu tương phản, khá là đẹp và thể thao. Nội thất cũng sẽ khiến quý các bạn lưu ý, đó là vô lăng được tích hợp lệnh chuyển số này, và một màn hình DVD 9 inch, giải trí 9 inch có kết nối điện thoại Android Auto và Apple CarPlay, và có sử dụng điều hòa tự động, có đề nổ bằng nút bấm, chìa khóa thông minh. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi. Một điểm mạnh của Toyota Ray so với Kia Sonet là hàng ghế sau có thể gập được, giúp cho không gian chứa đồ rộng rãi hơn. Tại Indonesia thì Toyota Ray được trang bị động cơ 1.2 lít và 1.0 tăng áp. Rất có thể cái bản Toyota Ray bán tại thị trường Việt Nam đó là cấu hình động cơ 3 xi lanh 1.0L tăng áp, và công suất đạt ở mức là 97 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại là 140 Nm tại 2.400 vòng đến 4.000 vòng trên phút, và sử dụng hộp số CVT thì hộp số này rất là mượt mà khi chúng ta đi trong thành phố, không có điểm giật cục. Trang bị an toàn trên Toyota Ray hứa hẹn sẽ có những cái tính năng, đó là cảnh báo đèn mù này và cả cảnh báo phương tiện cắt ngang. Hai tính năng này thì đang có trên phiên hai dòng xe, đó là Corolla Cross và Toyota Camry. Đây sẽ là tính năng nổi bật của Toyota Ray so với đối thủ Kia Sonet. Một số trang bị an toàn khác với cân, đó là cân bằng điện tử, hỗ trợ cảnh hướng ngang dốc, camera lùi, vân vân, cảm biến xung quanh xe. Và Toyota Ray và Kia Sonet cùng thuộc phân khúc gầm cao cỡ nhỏ đô thị. Nó được xếp vào hạng A cộng hoặc B trừ do có kích thước lấp lửng giữa hai phân khúc A và B. Sau khi được mở bán, hai mẫu xe này sẽ hứa hẹn tranh đua rất khốc liệt tay cấn về doanh số. Đó là những cái thông tin về chiếc xe Toyota Ray cho quý anh chị và các bạn. Và chúng ta sẽ hứa hẹn với mức giá dòng xe nhỏ này vừa phải mà tầm khoảng 500 triệu rất là hợp lý với du gia đình Việt Nam và đi trong đô thị nữa. Một chiếc xe rất là tiết kiệm. Và quý các bạn có thể mong muốn đặt hàng hoặc là biết thêm thông tin thì có thể để lại comment phía dưới, hoặc liên hệ Xe Vào Sau Năm theo số hotline 0911 419 868.